Chúng ta vừa kết thúc học kỳ 1 với biết bao những trải nghiệm mới lạ và những thành quả đáng tự hào. Đó là cả một quá trình dù không dài, cũng không ngắn, nhưng là cả một chặng đường với biết bao xúc cảm và nỗ lực của bản thân. Vì vậy, bây giờ hãy cùng nhau nhìn lại chặng đường mà ta đã cùng nhau đi qua nhé! Dự án 16 tôi kể là dự án liên môn văn tinh khối 10, ra đời với mong muốn giúp các bạn học sinh biết trân trọng hơn những giá trị tinh thần lẫn vật chất của một sản phẩm sách qua quá trình tự tạo ra một cuốn sách, từ khâu sáng tác tới khâu thiết kế, in ấn và quảng bá cho sản phẩm. Dự án âm thanh yêu thương là dự án tích hợp văn, tinh dành cho học sinh khối 7. Trong quá trình tham gia, học sinh được cùng nhau thiết kế album ảnh, thực hiện sản phẩm audio, viết bài cảm nhận về âm thanh cuộc sống để truyền đi thông điệp ý nghĩa. Thế giới bên ngoài chiếc tai nghe có nhiều điều rất thú vị. Đại khủng hoảng là dự án học tập liên môn giáo dục công dân và lịch sử khối 11. Tham gia dự án, các bạn học sinh được đóng vai thành những nhà kinh tế học, nghiên cứu các quy luật kinh tế, cùng vai trò nhà xuất bản tạo ra các cuốn cẩm nang kinh tế và truyền thông sản phẩm này đến những người nông dân, nhằm góp phần ngăn ngừa tái diễn cuộc khủng hoảng trên lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, học sinh khối 11 còn được tham gia một dự án được tạo ra từ sự kết hợp đầy thú vị của hai môn tự nhiên và xã hội hoàn toàn đối lập nhau. Thay cho việc tính toán thông thường, làm những bài kiểm tra khô khan, học sinh đã vận dụng các phép toán biến hình để sáng tạo ra các đồ dùng, quà lưu niệm độc đáo như lồng đèn, đồ đựng bút, hộp quà lưu niệm, tranh trang trí. Các bạn cũng vận dụng những kiến thức về lĩnh vực báo chí được học để viết bài, cập nhật thông tin, đồng hành cùng các hoạt động của dự án. Thiện, Ác và Smartphone là dự án học văn để sống mùa thứ 10 của thầy và trò trường Đinh Thiện Lý. Tiếp nối thành công từ những năm trước, dự án được tổ chức để học sinh khối 12 trường Đinh Thiện Lý cùng nhau tìm hiểu và phân tích về mặt trái của mạng xã hội. Dự án hoàn thành với 90 bài viết cá nhân chủ đề mạng xã hội và smartphone, 20 bài diễn thuyết chủ đề thấu cảm và thiện hóa smartphone, 7 phim ngắn và 8 album hình do 9 học sinh khối 12 trường Đinh Thiện Lý thực hiện, nhằm lan tỏa thông điệp. Cùng với nhau, chúng ta sẽ làm nên một mạng xã hội tử tế. Chuyện sau bức ảnh là dự án của học sinh khối 9. Tham gia dự án, các bạn học sinh đã cùng nhau khám phá những điều tuyệt vời từ cuộc sống, lắng nghe nhịp sống thường nhật bằng đôi tai, nhìn cuộc sống bằng đôi mắt và cảm nhận mọi thứ quanh mình bằng trái tim. Các bạn học sinh còn được thử sức trở thành nhà văn, nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế để thực hiện các bài viết và các sản phẩm sắc ảnh. Chương trình nghiên cứu khoa học giúp học sinh có những kỹ năng nghiên cứu từ cơ bản đến chuyên sâu, những cách chọn lĩnh vực để học sau này. Những tiết học, những cuộc thi hay các buổi triển lãm nghiên cứu khoa học tại LSTS là một trong những nền móng giúp học sinh trường chúng ta phát triển toàn diện. IBL, Inquiry Based Learning, là một kỹ thuật dạy học theo định hướng lấy học sinh làm trung tâm. Ở đó, người học sẽ đạt lấy kiến thức thông qua quá trình đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, thảo luận và trình bày kết quả dưới sự dẫn dắt, định hướng của giáo viên. Với kỹ thuật dạy học này, học sinh được phát triển nhiều kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 như đặt câu hỏi, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm. Trong học kỳ 1, đã có 16 bài giảng được xây dựng theo hướng IBL ở các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh. Đây là mô hình mới được thực hiện trong năm học này. Với mô hình lớp học đảo ngược, học sinh sẽ được giáo viên cung cấp những kiến thức cơ bản trước khi lên lớp thông qua hệ thống bài giảng, bài tập. Sau đó, trong những hoạt động học tập trên lớp, học sinh sẽ được phát huy hơn nữa khả năng tư duy bậc cao của mình. Với mô hình này, học sinh rèn luyện được ý thức học tập tự giác, chủ động và sáng tạo, cũng như tăng cường khả năng hợp tác, chia sẻ. Chương trình đọc và diễn đạt là một phần trong chương trình cốt lõi nhằm bồi dưỡng kỹ năng tiếp cận nhiều loại văn bản, tiếp nhận và sử dụng ngôn ngữ từ cơ bản đến nâng cao. Từ đó giúp ích cho việc tự học, nghiên cứu, làm việc và đáp ứng nhu cầu kết nối trong tương lai. Trong năm học này,
chương trình đã áp dụng cho học sinh khối lớp 6 và 7 với các hoạt động xây dựng nhật ký đọc sách, từ điển hữu ích, hoạt động sân khấu hóa, kết hợp với hoạt động lớn lên cùng sách của thư viện trong học kỳ 1. Học sinh đã có điều kiện rèn luyện nhiều hơn về 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, phát triển khả năng xử lý văn bản, hình thành phong cách tự tin, sử dụng ngôn từ mạch lạc. Đồng thời, tạo cho học sinh niềm đam mê yêu thích đọc sách và bồi đắp tình cảm yêu quý, trân trọng đối với ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng Việt. Lễ khai giảng được tổ chức dưới sự vui mừng của cả học sinh và giáo viên LSTS là bước đánh dấu sự khởi đầu cho năm học 2017-2018 theo một cách trọn vẹn nhất, nhằm chào đón và chúc mừng một năm học mới đầy thuận lợi và thành công. Năm học 2017-2018 là năm học mang ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với không chỉ riêng học sinh hay giáo viên, mà là cả tập thể LSTS, vì đây là năm đánh dấu 10 năm kể từ ngày đầu thành lập trường của chúng ta. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường như một cuốn phim tua ngược lại những ngày đầu đến nay, cho thấy được những nỗ lực xây dựng trường và biết bao thành quả ta đã gây dựng được nhờ sự nhạy bén, suy nghĩ quyết đoán và những cố gắng không ngừng của cả tập thể LSTS to lớn. Thông qua đó, ta càng có thể tự hào về ngôi trường của mình, và đặc biệt là luôn giữ được ý chí cầu tiến nhằm đưa Đinh Thiện Lý ngày càng vươn xa hơn thế nữa. Đêm hội trung thu LSTS ra đời nhằm tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa và bổ ích cho con em cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh đang nội trú tại ký túc xá của trường. Đồng thời, gắn kết thiếu nhi với truyền thống văn hóa dân tộc trong dịp Tết cổ truyền của thiếu nhi Việt Nam, Tết Trung Thu. Cũng vào dịp Trung Thu, công tác xã hội là một hoạt động ý nghĩa nhằm xây dựng tình yêu thương, lòng chia sẻ, tinh thần phục vụ vì cộng đồng của học sinh Đinh Thiện Lý đối với những số phận kém may mắn, giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống khó khăn, vất vả và đau khổ của những em nhỏ bị bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng. Từ đó, học sinh càng thêm yêu quý và trân trọng cuộc sống hiện có của mình hơn. Nhằm xây dựng sân chơi lành mạnh cho học sinh và mở rộng tầm hiểu biết về một nét văn hóa trên thế giới, và giúp học sinh thỏa sức tưởng tượng, rèn luyện khả năng tư duy logic và tăng khả năng làm việc nhóm, khả năng xử lý vấn đề, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm, nhà trường đã tổ chức một buổi Halloween thật đáng nhớ cho các học sinh. Ngoài ra, nhằm cân bằng thể chất và tinh thần cho học sinh từ khối 6 đến khối 12, nhà trường đã tổ chức hội thi thể dục thể thao để giúp các bạn học sinh có thể tự do phát triển, thể hiện năng khiếu, sức khỏe của bản thân qua các môn thể thao như kéo co, bơi lội và bóng rổ. Với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hội thi văn nghệ năm học 2017-2018 đã diễn ra tại trường với nhiều tiết mục dự thi ấn tượng, thể hiện sự sáng tạo, vượt trội của các bạn học sinh trong dàn dựng và diễn xuất. Các bạn học sinh đã khéo léo gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến thầy cô và thể hiện tình yêu của mình với mái trường Đinh Thiện Lý. Là ngày lễ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh chức nghiệp của người giáo viên, là một dịp giáo dục học sinh tinh thần, tôn sư trọng đạo và quan trọng nhất là để thể hiện được tình cảm yêu thương và biết ơn của học sinh đối với giáo viên của mình. Là một trong những hoạt động được học sinh Đinh Thiện Lý trông chờ nhất trong năm học, trong tháng 11 và tháng 12 vừa qua, học sinh từ khối 7 đến khối 11 đã có một chuyến học tập trải nghiệm thú vị và đáng nhớ tại các tỉnh Bình Dương, Ninh Thuận, Đà Lạt, Đà Nẵng, Ninh Bình và Hà Nội. Mỗi khối lớp tham gia học tập trải nghiệm tại một tỉnh thành, và tại mỗi điểm đến, học sinh được tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm thực tế, giúp nắm vững thêm những kiến thức đã được học trong các bộ môn như văn, địa, hóa, sử. Bên cạnh đó, chuyến học tập trải nghiệm còn có hoạt động team building, hoạt động gala dinner, hoạt động giao lưu,
Dã ngoại diễn ra vô cùng sôi nổi, giúp các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng và hiểu hơn về đời sống, văn hóa đặc trưng ở các tỉnh thành. Hoạt động là dịp để các bạn học sinh thể hiện nét đặc sắc riêng của câu lạc bộ thông qua việc trưng bày các sản phẩm ấn tượng, độc đáo do chính mình thực hiện khi tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ trong một học kỳ. Bên cạnh đó, triển lãm còn có hoạt động giới thiệu những thành quả học tập mang tính trải nghiệm sáng tạo của học sinh khi tham gia thực hiện dự án, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực như toán, hóa, sinh, địa lý, lịch sử, robotics. Trong học kỳ vừa qua, chúng ta đã triển khai nhiều chương trình, chuyên đề, tư vấn du học để hướng nghiệp và phát triển học sinh. Nhà trường tổ chức các chuyên đề du học được tài trợ bởi nhiều tổ chức đến từ các quốc gia khác nhau như Úc và Canada. Các bạn học sinh toàn trường được tham gia các buổi chuyên đề, tham quan trải nghiệm tại các đại học để hỗ trợ định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai như chuyên đề quản trị kinh doanh, du lịch, nhà hàng khách sạn. Ngoài ra, học sinh trường Đinh Thiện Lý còn được giao lưu với các trường khác như Xuân Tiên, Lishan, KIS. Các chương trình này được thiết kế và tổ chức để giúp phát triển toàn diện học sinh LSTS. Đã có 3 chuyên đề thú vị và thiết thực được nhà trường tổ chức dành cho học sinh các khối lớp trong học kỳ 1 vừa qua. Đó là các chuyên đề hỗ trợ chuyển cấp, chuyên đề sống yêu thương và chuyên đề body shaming. Chuyên đề hỗ trợ chuyển cấp được xây dựng nhằm giúp các bạn học sinh khối 6 và khối 10 mau chóng hòa nhập với môi trường học tập mới. Chuyên đề sống yêu thương hướng đến việc nâng cao nhận thức về giá trị sống, hình thành nhân sinh quan tốt đẹp cho học sinh khối 8, 9. Chuyên đề body shaming cung cấp cho học sinh khối trung học phổ thông những thông tin, thực trạng về vấn đề body shaming, qua đó giúp học sinh có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về vẻ đẹp thực sự của mỗi con người. Về thành tích, trường chúng ta với những học sinh tài năng đã xuất sắc giành được các giải thưởng cao trong những cuộc thi lớn. Tiêu biểu có thể kể tới như 6 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường, 5 đề tài lọt vào vòng sơ khảo thành phố và 3 đề tài lọt vào vòng chung kết thành phố. Cuộc thi lớn lên cùng sách cấp quận được tổ chức ngày 29 tháng 12 vừa qua cũng đã đem về cho trường chúng ta một giải nhất và một giải nhì. Về thể dục thể thao, tại vòng thi cấp quận, trường ta đạt được 13 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng ở cả khối 6, 7 và 8, 9. Tại vòng thi cấp thành phố, trường ta đã xuất sắc giành được 1 huy chương vàng cá nhân, 2 huy chương vàng đồng đội, 1 huy chương đồng đồng đội ở bộ môn cờ vua, 1 huy chương bạc đồng đội, 2 huy chương đồng đồng đội ở bộ môn bóng bàn. Ngoài ra, các bạn học sinh LSTS cũng đã tích cực tham gia và đạt được kết quả cao trong các hoạt động phong trào như vào được top 5 cuộc thi cùng non sông cất cánh năm 2018. Kết thúc học kỳ 1, kết quả học lực của học sinh như sau. Tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 46,81%, học sinh khá 44,36%, học sinh trung bình là 8,42%, học sinh yếu là 0,25% và 0,74% học sinh kém. Về kết quả hành kiểm, toàn trường có 89,71% học sinh đạt hành kiểm tốt, 8,91% học sinh đạt hành kiểm khá, 1,31% học sinh hành kiểm trung bình và không có học sinh hành kiểm yếu. Đối với em thấy là phương pháp dạy của trường Đinh Thiện Lý rất là khác biệt so với trường cũ của em. Trường cũ của em thì chỉ có duy nhất là một cái bảng đen và phấn để cho các thầy cô viết nội dung lên để cho tụi em học. Trong khi đó, trường Đinh Thiện Lý thì các thầy cô rất là sáng tạo với cách dạy của mình và đã làm cho tụi em rất là hứng thú để học, như là có những slide trình chiếu rất là bắt mắt hay là những bài thuyết giảng rất là vui tính. Cái điều mà em nhớ nhất trong học kỳ 1 và những cái ngày đầu tiên mà em đã đến trường Đinh Thiện Lý là vào ngày khai giảng, em đã được đứng trước cả trường và đã được phát biểu cho ngày khai giảng. Học kỳ 1 của năm lớp 10 vừa qua đã mang tới cho mình rất là nhiều cảm xúc. Đặc biệt là bởi vì năm lớp 10 là năm chuyển cấp nên là những cái kiến thức và dự án mới đến rất là nhanh. Nhưng mà đó cũng là một cơ hội tốt để mình có thể phát triển bản thân và nâng cao những cái kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm của bản thân mình. Thì đồng thời xen lẫn giữa những cái học tập thì trường mình còn cho những cái hoạt động, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm của khối 10 ở Đà Nẵng. Thì đó là một cơ hội để cho tất cả những bạn học sinh khối 10 được đi tới tận Đà Nẵng và quan sát trực tiếp những cái kiến thức mà
giờ chỉ có được tham khảo qua sách vở. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau nhìn lại một học kỳ của thầy và trò trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đinh Thiện Lý trong năm học 2017-2018. Quả là một quá trình khó khăn, nhưng vẫn không thiếu những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc đúng không? Và cuối cùng, để khép lại, thường chúc các bạn học sinh và các thầy cô có một tinh thần thật sảng khoái để chuẩn bị cho những thử thách mới của học kỳ tiếp theo.